Rồi, xin chào bạn nào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái cách mà mình có thể khắc phục cái tình trạng mà đăng ký SIM Mobile của mình chính chủ nha, mà không bị khóa trước ngày 31 tháng 3 nhé các bạn. Thì đầu tiên các bạn giúp mình là mình vô cửa hàng Safe Play nè. Các bạn tải cái ứng dụng tên là Mobifone về cho mình. Đây ha, My Mobifone này các bạn. Rồi, sau khi tải về rồi, các bạn thoát ra ngoài, mở ứng dụng lên và mình đăng cập tài khoản bằng chính cái số điện thoại của mình luôn nha các bạn. Rồi, sau khi mình đăng nhập rồi thì chúng ta sẽ vô cái mục gọi là biểu tượng hình cái này luôn. Đó, cái thông tin của mình là thấy chưa? Rồi, các bạn chọn cái mục là đăng ký thông tin. Rồi, sau đó bạn chọn giúp mình là mục cập nhật thông tin. Nó sẽ gửi cái OTP về cho mình nha. Đó, nó sẽ tự động nhập vô cho mình luôn. Rồi, thì các bạn giúp mình là chọn ba cái, đến như là ảnh căn cước công dân, hộ chiếu hoặc là cái chứng minh nhân dân nha các bạn. Rồi, mặt trước, mặt sau và cái ảnh chân dung. Sau đó các bạn chọn một cái chữ ký điện tử và các bạn chọn tấm tiếp tục là xong. Thì sau khi các bạn đăng ký xong rồi đó thì nó sẽ gửi về thông báo là mình đã đăng ký thành công, và khi đó thông tin của bạn sẽ được bỏng cập nhật trên hệ thống Mobi và nó sẽ không có bị khóa lại nha các bạn. Thì các bạn cứ làm theo cách mình là nó sẽ ok ha. Rồi, đó là cách mình hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn.